Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Ngày hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video đánh giá tổng thể, giới thiệu sơ lược qua tất cả những cái xe em hiện có tại cửa hàng Kiên Xe Đạp của em. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết từng chiếc một, chỉ lướt sơ qua thôi. Còn các bác nào muốn chi tiết thì các bác hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại bên dưới 0975709943, hoặc là em có một cái đường link chi tiết các cái xe em đã để bên dưới ở phần mô tả, thì các bác click vào để xem tất cả những cái xe hiện có và giá bán. Vâng, và bây giờ em sẽ đánh giá sơ lược qua tất cả các xe hiện có trong cửa hàng em ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2019. Vâng, đầu tiên là một chiếc FCR 3100 mới về ngày hôm kia. Dòng này thì em cũng đánh giá nhiều rồi. Cái cấu hình của nó là phanh đĩa màu đỏ trắng, hai đĩa 8 lít màu đỏ trắng, đè tua lây sơn khá đẹp, sơn chỉ xước dăm vài chỗ thôi, khoảng 80% chiếc xe này nên đẹp, xe đẹp. Tiếp theo là chiếc Touring Nhật bãi hiệu Merida Crossway, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật, size là size 41, rất là thấp, cho phù hợp cho các bác có chiều cao từ trên dưới 1m6, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Xe này là em bán với giá là 3,8 triệu. Tiếp theo là một chiếc gióng, hai gióng chéo, cũng thấp thôi, em cũng đang bán với giá là 3,8 triệu, hai con đều 3,8 triệu. Tiếp theo là một chiếc xe đua giá rẻ Aerobike khung nhôm. Đó, khung nhôm 2 đĩa 7 lít. Nói chung là rất là phù hợp cho các bác mới tiếp cận xe thể thao. Size thì nó cũng phù hợp với các bác khoảng 1m65, 1m75. Giá là có 4 triệu rưỡi. Màu xanh Aerobike 4 triệu rưỡi. Còn tiếp theo là con xe bãi Nhật tay đua hiệu Trinity Plus. Xe này là giá là 6 triệu. Tiếp theo là con Merida Rai 903. 903, size là size 48. Size 48 phù hợp với các bác là cao 1m68 cho 1m75. 1m78. Cấu hình là 2 đĩa 8 lít khung nhôm, càng dẹp chém gió. Giá là 6 triệu rưỡi. Tiếp theo là con BT Win Chiban, thương hiệu này là của Scott, của Phần Lan. Cấu hình là 1 đĩa 7 lít BT Win Chiban đời 2018, rất là mới. Và con này là hình thức là mới trên 90%. BT Win, hiệu BT Win này là hiệu của Scotland. Đây, màu bạc. Đây, như các bác thấy là thiết kế và kiểm tra chất lượng tại Phần Lan, có từ năm 1986, thương hiệu lâu đời. 7 lít, một đĩa, riêng dòng này chỉ một đĩa thôi, nốp rất mới, như kiểu hàng trưng bày nguyên bản 100% và mới trên 90%. BT Win Chiba. Tiếp theo là một chiếc xe đạp bãi Nhật, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Cấu hình là 8 lít, tay bấm là 3 đĩa màu đỏ. Specialized, thương hiệu Specialized của Mỹ, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Sơn thì còn khá mới, sơn nguyên bản. Còn đâu xe bãi thì không thể tránh khỏi những cái vết xước nhỏ nhỏ như thế này được. Đè là đè xô ra, 8 níp, 3 đĩa, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Size là size 51. Các bác nào muốn ảnh chi tiết thì nhắn Zalo cho em qua số điện thoại bên dưới. Xe giá 8 triệu. Tiếp theo là con Calum Deo Quick 5. Cấu hình là càng nhôm,
3 đĩa 8 lít cũng đã qua sử dụng tại thị trường Nhật. Nước sơn cũng còn khá là tốt so với xe bãi Nhật. Cấu hình đùi Shimano đề Antut 8 lít đã qua sử dụng tại thị trường Nhật, giá là 7 triệu. Tiếp theo là một con gian đua gian giá rẻ, gian Winmax 2200 nguyên bản 100%, giá là 5,2 triệu. Cấu hình là 2 đĩa 7 lít. Vâng, như các bác thấy là em đang vừa lấy, trước khi giới thiệu con Winmax này thì em đang quay máy ở con Battle này. Con Battle này quá ngon, bộ rẻ trong tầm giá, giảm sóc hành trình cao, hành trình giảm sóc rất là cao, giúp cho xe đi nhún với hành trình cao. Mayer bi vòng đấy, các bác thấy Mayer quay từ nãy giờ chưa dừng, rất là bom. Phanh dầu Shimano tay bấm DOG thì như các bác biết là gọi là tốt, gần như cuối cùng của cái bộ chuyển động địa hình rồi, chỉ sau có DOG XT với lại DOG XT thôi. Đấy, Mayer rất là bom, ruồi đậu cũng quay rồi, lốp max seat tất cả hình thức mới trên 90%, yên nguyên bản 100%. Đấy, bánh rất là bon luôn. Đùi đĩa trục rỗng cũng chính hãng của Battle luôn. Bedan bi vòng để DOG, tay bấm DOG, gạt đĩa DOG. Đấy, là mili full bộ group DOG. Đùi đĩa trục rỗng chính hãng Battle, màu bạc, Mayer cực bon, phanh dầu Shimano. Tiếp theo là cũng hai con địa hình, giá cũng rất là ngon, bổ rẻ trong tầm giá và cấu hình cũng khá là tốt. Đầu tiên là con Carex Plus, đầu tiên là giảm sóc hơi, giảm sóc bơm hơi, giảm sóc bơm hơi của hãng Epicon SR Suntour. Thì là sau đó là phanh dầu Shimano, tay chuyển số là của SRAM Mỹ, SRAM X7 Mỹ hết. Carex Plus khung nhôm, đùi đĩa là đùi đĩa trục rỗng DOG. Đấy, Mayer pedal bi vòng của Welvo, riêng đôi pedal này đã khoảng 500.000 rồi. Đè ép giam lip 10 tầng 2, 4, 6, 8, 9 lip 9 tầng. Mayer cối lỗ, Mayer bi vòng cối lỗ nguyên cặp, phanh dầu Shimano, size là size M. Đùi đĩa trục rỗng DOG, đè ép giam Carex Plus. Tiếp theo là một chiếc đúng là chuyên cho dòng neo địa hình, neo đường đồi núi địa hình, Chiake. Cấu hình là đùi SRAM đĩa 1 tầng, vì dòng này dòng chuyên leo núi cho nên là chỉ cần một đĩa, nhưng mà lip của bác, các bác nhìn lip 11 tầng, lip 11 tầng SRAM, đè SRAM 11 spec, đè SRAM 11 spec, SRAM lợi các bác nhé. Một đĩa 11 lip chuyên để leo núi, chuyên để cho các cái dòng đồi núi, vành duy tu, cối lỗ nguyên cọc, cao cấp, cực kỳ cao cấp, vành CN Innova Pro, da rắn, khung nhôm, cọc yên nhôm siêu nhẹ, càng trước là càng carbon Java, sợi carbon, càng carbon, Mayer trước duy tu, phanh là phanh Avid của Mỹ. Cấu con này cấu hình rất là ngon,
Ford là Ford Uno, cũng một hãng Ford rất là nhôm siêu nhẹ rất tốt. Ghi đông ray phay ghi đông carbon luôn ạ, ghi đông carbon. Phanh dầu Avit hai tay, tay chuyển số SRAM, tay chuyển số SRAM LX11 tốc độ. Cối lỗ con này hiện chưa có chân trống, em chỉ đặt cái nó nghe. Càng carbon, dòng chuyên leo núi. Tiếp theo là con lau X, cũng địa hình con bò rẻ, cũng đè DOG, clip 10 tầng, đùi đĩa trục rỗng, khung nhôm. Thương hiệu là thương hiệu của Ý. Tay bấm DOG, phanh dầu Shimano, giảm sóc dốc sốc, hành trình cao, bánh 27 inch. Tiếp theo là con gian ATX Pro, cấu hình là đè tay bấm Antut, phanh dầu Shimano, Mayer Formula, đè Antut, đùi đĩa Shimano 3 tầng. Đè gạt đĩa Antut, ATX Pro. Tiếp theo là 3 chiếc check 3500. Một chiếc màu đỏ đen, hai chiếc màu xanh. Có một chiếc thì cấu hình là ngoài cùng là phanh đĩa, còn hai chiếc là cấu hình phanh V. Cấu hình là 7 lít 3 đĩa phanh V và phanh đĩa cơ. Con này, ba con này giá rẻ, 5 triệu một con. Tiếp theo là chiếc Chinix cũng hiệu Ý. Đấy, con này có gì ạ? Con này là phanh dầu, giảm sóc hơi, phanh Shimano để ăn tút, giảm sóc là hơi luôn, giảm sóc bơm hơi. Để ăn tút 9 nít, khung nhô. Giá 6 triệu. Cái sơn còn khá mới, 9 nít, giảm sóc hơi. Tiếp theo là con địa hình con bò rẻ Motachi, Mayer Shimano, clip 9 tầng, đè Antut, phanh dầu Shimano, gạt đi Antut, lốp sơn còn đẹp. Đè Antut, phanh dầu Shimano. Và tiếp theo là dòng Touring FCG 3500, đùi đĩa Shimano 3 tầng, đè Classic 9 lít. Con này là cấu hình xe đua và con này đã được độ một cái cặp bánh bi vòng rồi. Tiếp theo là chiếc Lugano, xe Nhật bãi, Lugano cha xe. Con này size cao, size 52. Size 52 phù hợp cho các bác trên khoảng 1m7 đến 1m8. Con này đi mới được. Size 52, cấu hình 3 đĩa 8 lít, đè Antut, giá 7 triệu. Con 6 cốt Touring Nhật bãi, giá 3,6 triệu. Con Zanli Touring của hãng Zan, dành cho người có chiều cao thấp, màu đen tím. Xe đua Forever, đè Tourlay, tay bấm tay lắc Clarit đời mới nhất, tay lắp có la zip đời mới nhất. Rồi địa hình Sport Touring Merida, cấu hình xe đua là 6 triệu, đi rất là mở, đi rất ngon. Touring chỉnh trong phố Momentum màu xanh. Và hai con cuối cùng là con FCG 3100 màu vàng, cấu hình 3 đĩa 8 lít đè Acera. Và con cuối tiếp theo là con FCG 3300 cấu hình 9 lít 3 đĩa đè Sora, cấu hình xe đua. Hai con này, con FCG 3300 và con FCG 3500 là đều cấu hình giống xe đua, clip và đè xe đua. Các bác nào muốn ảnh chi tiết từng con thì nhắn Zalo cho em sẽ gửi ảnh chi tiết từng con cho các bác xem.
sóc hơi và trên neo đồi núi, trên neo đồi núi đường bằng, một số xe bãi, đại hình bát tổ, máy hơi cực bon, touring, xe đua hiệu Phần Lan, BTW, Nhật tải, xe đua giá rẻ, vẫn quay, máy hơi bon.